giật mình. Chị chào em, con chị nó xem stream của em quên ăn quên ngủ, học hành sa sút, chị buồn lắm, chị xin em tha cho đứa nhỏ. Cháu nào có mẹ lên tìm, có mẹ cha lên tìm kìa. Đi về đi con ơi, 9:30 rồi, đến giờ đi ngủ rồi con ơi, đi ngủ đi, học hành đàng hoàng mà con. Thế này này sao mà được xem chú lâu dài, đi đi về đi ngủ đi con, đi về học bài rồi đi ngủ đi, đừng đừng như thế con ơi. Chú thế này thì hỏng hết hình ảnh của chú. Chú có bao giờ bảo con, con ăn con sáng không, mẹ cho 5.000 con sáng không? Chú chú ngoài này qua anh ta ăn không ăn xong rồi học cũng học thật kia chạy đâu anh ta. Ủa có xe, có xe, có xe, đi 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 học bài đi con. Trời chú thương, có xe anh kia chạy đâu ta. Các cháu đến giờ là đi ngủ, đi ngủ đi nhá. Oh yeah. 21:25 rồi. Bạn nào mà cần đi ngủ thì đi ngủ đi. Các cháu là đi ngủ đi nhá, chú thương. Bây giờ là chú chuẩn bị chơi game đêm. Các cháu ở tuổi các cháu là thích chơi game đêm lắm. Trốn cha trốn mẹ, chùm chăn chùm gối để xem chú, với lại thích chơi game. Không được chơi game phải cầm điện thoại xem chú đúng không? Thèm vãi đái là đúng không? Chú không cho các cháu chơi đâu. Ở cái tầm của các cháu ấy mà bị bố mẹ đánh cho thì to đít nhá. Đi ngủ đi các cháu, sáng mai xin tiền bố mẹ nhá. Ăn sáng 5.000 thì ăn 2.000 thôi, 3.000 đút lợn. Đút lợn khi nào nhiều thì là nhiều, to thì là to. Đập lợn ra donate cho chú. Donate cho chú. Donate cho chú. Vãi cả lồn.